Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 5, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng 9 bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ đại án Việt Á. Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Long 17 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 1 năm so với án sơ thẩm. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, lên đến 2,25 triệu đô la Mỹ. Tòa đánh giá ông Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Cựu Bộ trưởng được ghi nhận hợp tác tốt với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen nên được xem là tình tiết giảm nhẹ. Tòa cũng miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng kế toán CDC Bình Dương. Hai bị cáo Ngụy Thị Hậu, cựu cán bộ CDC Bắc Giang và Lê Thị Hồng Xuyên, cựu cán bộ CDC Hải Dương được cho hưởng án treo. Đối với bị cáo Phan Quốc Việt, tòa phúc thẩm nhận định hành vi sai phạm của Tổng Giám đốc Việt Á xuyên suốt vụ án có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, phạm tội nhiều lần. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với Phan Quốc Việt. Mức án 29 năm tù cho hai tội danh của Việt mà tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Quốc Việt. Theo nội dung bản án được công bố tại tòa, hành vi của Tổng Giám đốc Việt Á bị cáo buộc gây thiệt hại số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 431 tỷ đồng. Tổng số tiền Phan Quốc Việt hối lộ các cựu quan chức trong vụ án này là hơn 106 tỷ đồng. Thưa quý vị, chiều nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ Luật Hình Sự trong vụ tai nạn chìm tàu kéo và xà lan làm 4 người chết, 5 người mất tích xảy ra hôm 24 tháng 4. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ, xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị cá nhân nào nếu biết những sai phạm liên quan thì hợp tác, khai báo cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp làm rõ. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 4, tàu kéo có kéo theo xà lan của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh được công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn thuê chở hơn 1.200 tấn đá hộc chạy từ cảng Kỳ Hà Quảng Nam đi huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi thì bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo và xà lan tại địa điểm cách bờ biển huyện đảo Lý Sơn 3 hải lý. Vụ tai nạn làm 4 người chết và 5 thuyền viên được cho là vẫn đang mất tích trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Thưa quý vị, chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân Bộ Công an tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Tại hội thảo, một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau được dư luận đặc biệt quan tâm như là quy định nồng độ cồn bằng không trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chế tài xử lý vi phạm đối với các công trình không đủ điều kiện cấp phép phòng cháy chữa cháy trong luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hay quy định dao có tính sát thương cao trong luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã tiếp tục được phóng viên quan tâm đặt câu hỏi cho cơ quan chủ trì soạn thảo. Lãnh đạo Cục Thông tin Truyền thông Bộ Công an cho rằng các ý kiến tại buổi tọa đàm sẽ tiếp tục được Bộ Công an tiếp thu chỉnh lý nhằm hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội thảo luận xem xét thông qua. Hiện Bộ Công an đang chủ trì 6 dự thảo luật quan trọng, trong đó có 3 dự thảo luật dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 này, đó là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp. 3 dự thảo luật còn lại là Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự kiến cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8. Thưa quý vị, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, đoạn trên cao xảy ra hỏa hoạn, nhiều người bị ngạt khí và bị thương. Tình hình hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống giả định trong buổi diễn tập khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga để đánh giá mức độ an toàn của đoạn tuyến trên cao trước khi đưa vào vận hành thương mại, dự kiến vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 tới đây. Ngọn lửa phát ra từ pin máy tính trong vali đặt dưới ghế ngồi của hành khách. Khói bốc cháy dữ dội trên tàu.
nhiều người đã bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương hướng dẫn hành khách thoát nạn theo các lối thoát hiểm và đưa những nạn nhân mắc kẹt trên tàu ra kè ga. Tuy nhiên, do số lượng hành khách lớn, bên trong tàu và nhà ga còn nhiều khói, khí độc nên cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng. Cho đến thời điểm này thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã hoàn thành 57 trên 57 kịch bản và tình huống diễn tập. Và tình huống ngày hôm nay thì có một sự khác biệt, đó là có sự tham gia của bên thứ ba. Với một tình huống là hỏa hoạn như thế này, sẽ có bên phòng cháy chữa cháy, công an cũng như là bên y tế. Và sau khi đánh giá hoàn tất tất cả các tình huống như thế này, thì dự án này nếu đảm bảo tất cả các yếu tố thì có thể vận hành thương mại dự kiến vào tháng 6 này. Trước khi thực hiện diễn tập tình huống khó nhất này, để đảm bảo an toàn, ngoài nhân viên nhà ga đã được đào tạo, Ban Quản lý Đường sắt đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến thông tin chi tiết tới toàn bộ 257 người tham gia. Vai của tôi ngày hôm nay sẽ là hành khách bị thương ở trên tàu. Thì tôi thấy cái vai này tức là nó sẽ rất là cần thiết đối với bất kỳ một tình huống nào nếu mà xảy ra. Các trang thiết bị y tế, xe cấp cứu và các thiết bị y tế để phục vụ cho cái cấp cứu này được đảm bảo cách tốt nhất để nhanh chóng là cứu được bệnh nhân thoát khỏi cái cơn nguy hiểm. Mục tiêu của buổi diễn tập kịch bản khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của toàn bộ hệ thống để xử lý sự cố lớn thông qua kế hoạch quản lý khủng hoảng khẩn cấp. Buổi diễn tập cũng là kiểm chứng để chứng minh sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng bên ngoài dự án, đảm bảo tính chủ động xử lý tình huống trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng cho thấy sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống trước khi bước vào vận hành thương mại. Bản hôm nay đã được thực hiện một cách thành công bởi vì lý do là đầu tiên là chúng ta chỉ cần có 8 phút kể từ khi màn tàu dừng để có thể di chuyển tất cả hành khách từ trên tàu ra ngoài, những hành khách bị thương từ trên tàu ra ngoài kè ga, và sau đó là mất thêm 8 phút cho các cơ quan chức năng đi lên trên nhà ga và giải cứu tất cả các hành khách bị thương. Đây cũng là cái kịch bản phức tạp nhất vì nó không chỉ là các cái hoạt động của các cái nhân viên công ty Metro Hà Nội mà có rất nhiều các đơn vị tham gia vào. Do vậy là phải đảm bảo cái sự phối hợp nhuần nhuyễn, cái sự phối hợp ăn khớp lẫn nhau giữa các đơn vị. Sau cuộc diễn tập ngày hôm nay, nhà thầu sẽ hoàn thành chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước, sau đó bàn giao đưa đoạn trên cao vào vận hành thương mại vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây. Giá vé máy bay tăng cao như hiện nay có thể giảm được không? Giá vé máy bay có thể giảm được nhưng khó vì đây không phải là điều mà các hãng hàng không tự quyết định được khi mà mỗi chuyến bay đang phải cõng rất nhiều loại chi phí, thuế phí khác nhau. Đây là câu trả lời chung của các hãng hàng không tại hội thảo xoay quanh chủ đề này được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Theo các hãng hàng không, để vận hành một chuyến bay, hiện nay các hãng đều đang phải cõng 3 nhóm chi phí chính. Nhóm chi phí thứ nhất, theo mặt bằng chung của thế giới gồm chi phí nhiên liệu bay, thuê tàu bay, động cơ. Nhóm này chiếm đến 55-60% tổng chi phí bay theo tùy từng giai đoạn và tùy hãng hàng không. Nhóm chi phí thứ hai là các loại thuế phí theo quy định của nhà nước. Trong đó, thuế hiện nay gồm thuế nhập khẩu xăng dầu, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường. Phí gồm phí điều hành bay, phí cất hạ cánh nộp cho ngân sách nhà nước. Còn nhóm chi phí thứ ba là chi phí vận hành, khai thác của hãng, gồm chi phí bảo dưỡng tàu bay, chi phí phục vụ chuyến bay, chi phí bán, chi phí lao động. Trong các nhóm chi phí này, chỉ nhóm thứ ba là hãng hàng không có thể quản trị được, nhưng lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu giá vé. Thì chúng tôi là mong muốn là chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải của hàng không xem xét là giảm thêm 50% cái phí điều hành bay và cất hạ cánh. Đề nghị là cần có các chính sách hỗ trợ về giảm thuế phí trong cái điều hành khai thác tại các sân bay, tăng cái năng lực điều hành khai thác tại các cái sân bay và cái cảng hàng không. Do đó thì cái việc là tăng giảm phí này nó sẽ giảm cái thời gian quay đầu của các hàng không, và khi mà giảm cái thời gian quay đầu của các cái chuyến bay của hàng không thì chúng tôi có thể tăng thêm chuyến rất là nhiều và chúng tôi có thể bay các chuyến đêm. Các hãng hàng không cũng cho biết, hiện nay hàng không đang thiếu hụt máy bay. Các hãng muốn thuê thêm cũng gặp khó, dù giá thuê máy bay đã tăng gần gấp đôi so với trước. Nên để tăng thêm chuyến bay, chỉ còn cách khai thác thêm các chuyến bay đêm. Nhưng để các chuyến bay đêm có khách thì phải có giá tốt. Để làm được điều này, các hãng cũng kiến nghị,
miễn chi phí vận hành bay trong khung giờ đêm cùng nhiều chính sách giảm thuế phí khác. Từ phía Cục Quản lý Giá thì chúng tôi cũng ghi nhận những cái ý kiến, kiến nghị và về sẽ báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính để mà rà soát và báo cáo các cấp có thẩm quyền để mà xem xét những cái kiến nghị như thế này. Có những vấn đề trước đây khi xây dựng hệ thống quy định pháp luật đã bàn rất kỹ và bây giờ nếu mà có những cái sự thay đổi thì chúng ta đánh giá tác động toàn diện, chúng ta phải thực hiện theo cái quy trình mà luật quy định. Hiện nay giá vé máy bay tăng khoảng 15-20% so với trước tùy từng chuyến. Tuy nhiên, các hãng hàng không cho biết mức giá này vẫn còn cách khá xa so với mức giá trần của nhà nước. Để giảm giá vé máy bay, các hãng rất cần nhà nước giảm các loại thuế phí. Ngoài ra, các hãng hàng không cũng cho rằng các địa phương có nguồn thu lớn từ du lịch cũng nên nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí trực tiếp cho du khách, hành khách mua vé máy bay nhằm kích cầu du lịch. 25 trên 20.